Thì hôm nay Duyên lại tiếp tục quay một cái lô đất hai mặt tiền thuộc xã Bầu Chinh, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, với tổng diện tích của nó là 461, tức là 4.153 m², hình thức là sử dụng riêng, và đất này là đất cây lâu năm nha quý anh chị. Thì đây là cái đường đất, đường này là đường 4m, và đường này người ta đang chuẩn bị làm bê tông nha quý anh chị. Đó. Thì đây là cái lô đất của mình. Lô đất của mình nó cách cái đường Bầu Chinh Lăng Lớn khoảng tầm 300m thôi, và nó cách đường Kim Long Lăng Lớn khoảng tầm vài trăm mét. Lô đất này nằm ngay khu dân cư, và đất của mình hiện tại đang là đất trống nha. Đó, thì đây là lô đất của mình. Lô đất của mình là đất hai mặt tiền, nó như quý anh chị đang thấy đây. Đó, đường này là đường xe hơi nha. Thì cái mặt này của nó là được 40m, và mặt này được 60m nha quý anh chị. Đó, đường này là đi vào những cái hộ dân ở phía trong, và cái đường ở trước mặt quý anh chị đang thấy đây là đường này người ta chuẩn bị sẽ làm đường thông ra Bầu Chinh Lăng Lớn nha. Đó, bên này là một cái vườn mít nè, rất là đẹp luôn. Thì cái ranh từ ngay chỗ này. Đó, đường này là đường vừa bê tông và vừa đá, khu dân cư ha. Đất rất là bằng phẳng luôn, đất đỏ ba gian, thích hợp cho quý anh chị nào mà làm nghỉ dưỡng, trồng trái cây hoặc là phân lô thì cũng rất là ok. Đó. Đây là nhà này, mỗi nhà ha, trên kia là nhà dân này. Và lô đất này nó cách cái đường nhựa khoảng tầm 150m, đường điện của nó. Cái ranh từ ngay chỗ này, cái ranh từ ngay chỗ này ha, đi qua bên đây. Đứng ngay tại vị trí đất này thì quý anh chị có thể thấy được cái đường Bầu Chinh Lăng Lớn, và nó cách ủy ban nhân dân xã Lăng Lớn khoảng tầm 2.5 cây, và nó cách ủy ban nhân dân xã Bầu Chinh khoảng tầm 800m, và nó cách quốc lộ 56 khoảng tầm 1 cây. Đất của mình qua tới ngay chỗ này ha. Và cái mặt bên này nữa là được 60m. Đất mình cao hơn đường khoảng tầm nửa mét nha. Bên đây là những hộ dân xung quanh này, bên đây cũng vậy, một cái vườn trái cây, đây là đã xuống trái cây rồi, ổi này, mít này, sầu riêng này. Đất hai mặt tiền. Thì cái đất qua tới ngay chỗ này, đất mình hiện tại đang là đất trống và không có trồng gì cả. Và xung quanh một mặt bên này á thì chủ nhà đã rào lưới 40, và mặt bên kia cũng vậy, người ta đã rào lưới 40 rồi. Thì quý anh chị nào mà mua cái lô này thì có thể là rào cái mặt trước và mặt bên hông, rào thêm thôi cho nó đẹp một xíu. Đó, quý anh chị nào mà mua cái lô này để mà làm một cái khu nghỉ dưỡng rất là ok. Ha. Bên đây là một vườn trái cây nè. Trái cây. Thì quý anh chị nào mà quan tâm tới lô đất này thì liên hệ cho em số điện thoại là 0935 72 1272 nha. Gặp em để xem đất và thương lượng giá.